Để tiếp tục phục vụ cái nhu cầu muốn giao lưu sở hữu những cái chiếc đồng hồ côn cổ treo tường của người Pháp thì ngày hôm nay đây Vang Vọng sẽ giới thiệu tới các bác, đó là một chiếc đồng hồ máy 10 chơi hai bản nhạc, và đặc biệt đây là một chiếc máy 10 của thương hiệu Odo. Đó. Máy 10 của Odo thì là những cái cỗ máy mang cái tính chất độc quyền và có những cái nét rất là riêng trong cái âm thanh bản nhạc của chúng. Odo là một thương hiệu nổi tiếng với tiếng chuông hay rồi, mà lại có những cái bản nhạc độc quyền riêng nữa thì sẽ rất là đáng để sưu tầm và đáng chơi, đúng không các bác? Trên đây thì các bác có thể nhìn thấy luôn, đây là một chiếc đồng hồ thuộc đời Odo 62. Bởi vì chiếc đồng hồ sẽ sở hữu cho mình đó là cái bộ kim lá lúa đặc trưng của đời 62 rồi. Tiếp theo đó thì đây sẽ là một phần kiểu dáng thùng bè. Đó, một phần kiểu dáng thùng bè với vân gỗ sồi các bác nhé. Vân gỗ sồi rất là đều, đồng đều tại cả hai phía. Các cái phần góc thùng được đặt các cái lớp gỗ đó cách biệt về phần vân sẽ tạo nên được những cái điểm nhấn. Hai bên cánh thùng cũng được để gồ lên các cái chi tiết gỗ này, tạo cho phần thiết kế thùng sẽ trở nên dày dặn hơn và cảm giác nó sẽ bề thế hơn một chút. Hai bên cánh thì cũng được điểm thêm, đó là hai chùm quả. Đó, hai chùm quả với những chiếc lá được chạm trổ và điểm trực tiếp luôn trên phần cánh thùng, được tạo đối xứng nhau các bác ạ. Đối xứng nhau tại cả hai bên, rất đồng đều. Bên ngoài sẽ là một phần tay cầm bằng kim loại và có cho mình đó là một màu vàng rất là cổ kính nhưng đồng thời cũng rất là sang trọng. Đó. Phần tay cầm rất là mềm mại đây. Phía dưới sẽ là kính tráng gương. Bộ kính này thì thực sự thì rất ít khi gặp những cái chiếc đồng hồ mà có kính tráng gương cả tại cái vị trí trung tâm như thế này. Họa tiết dây rất là đẹp mắt nhé. Đồng đều nhau, vẫn là cái sự đối xứng trên dưới trái phải tại bốn góc. Và bên trong thì đương nhiên rồi, một phần mặt lắc trắng đồng bộ cái màu sắc với phần kính tráng gương này, giúp cho các chi tiết sẽ trở nên sáng hơn và nổi bật cùng với nhau. Đó. Bộ kính rất ít gặp các bác nhé. Kính tráng gương thì có thể gặp nhiều, nhưng mà những cái bộ kính tráng gương mà tráng gương cả cái vị trí trung tâm như thế này thì rất là ít có. Rồi, đó là ở phần phía bên ngoài thùng. Đi sâu bên trong thùng thì chúng ta sẽ phải mở hai cái phần thiết khóa. Đây, đây là phần thiết khóa đây. Cả trên lẫn dưới nhé, bên trên em đã mở rồi. Và phía trong đồng hồ đây, thùng rất đẹp, phía bên trong còn gần như là không có nhiều cái chi tiết xước sát. Đó, cả vách sau lẫn tất cả các cái vách thùng màu gỗ và sồi vàng chanh rất là đẹp. Các cái phần bản lề này, tay cót được cố định tại phần hông thùng đây. Và chiếc đồng hồ chơi lên hai bản nhạc, thế nên là sẽ có một phần cần gạt chuyển bài. Các bác cũng có thể thấy ngay được tên bản nhạc rồi đúng không ạ? Bản là Westminster truyền thống và bản nhạc thứ hai đó là bản nhạc Sonodo, bản nhạc độc quyền thương hiệu. Đó. Tại sao độc quyền thì các bác cũng biết rồi, bản nhạc mà chỉ những chiếc đồng hồ máy 10 của Odo mới có thể chơi lên. Tiếp theo thì hai bên cạnh phần gông sẽ là hai phần cần gạt khóa vồ, hai cái chữ stop được triện trực tiếp ở trên phần cần đây và cái dấu mũi tên cũng rất là thú vị. Phía dưới đáy đồng hồ thì sẽ có đầy đủ là hai phần chi tiết, đây là hai chi tiết ốc bắt chống tường. Tiếp theo thì sẽ là một phần khóa côn, đó, dầu máy Vang Vọng đây ạ. Phía bên này thì còn có thêm đó là các cái một phần chi tiết khóa lắc, khóa quả lắc các bác nhé. Cho bác nào chưa biết thì phần đuôi quả lắc của đồng hồ đây sẽ được cố định tại phần vị trí móc treo này, còn phần vít ở trên đây thì sẽ được cố định cho phần lỗ ở trên phần móc treo quả lắc đây ạ. Đó, chúng ta sẽ cố định tại phần hông thùng đây luôn. Tay cót thì bên này thì đương nhiên rồi. Đây là vị trí mặt số trung tâm. Ba khuyên vành lộ cót đầy đủ này. Em sẽ quay phía bên trên. Đây là phần ốc bắt chống tường. À em xin lỗi, là ốc bắt chống máy thì chính xác hơn. 10 đầu vồ. 10 đầu vồ và 6 thanh gông sẽ tạo nên được âm hưởng của hai bản nhạc, và tiếng chuông điểm giờ sẽ cùng tông cùng cái âm hưởng với cả bản nhạc. Phía dưới đây sẽ là một bộ máy này, đây là bộ máy
vách hoa dâu đúng không ạ? Đó, đặc trưng đời 62, các cái trục thép còn sáng. Đó, các bác nhìn đây. Rất đẹp. Em sẽ thử ngay âm thanh của hai bản nhạc. Tiếng chuông của đời Odo 62 thì có thể sẽ có một cái âm hưởng nó cao hơn một chút, nhưng mà rất là phù hợp với cái giai điệu vui tươi của bản nhạc Sororo đúng không ạ? Đấy là một cái sự kết hợp rất là hợp lý. Đó. Đóng phần thùng lại để các bác ngắm nhìn thêm một chút nữa nhé. Một chiếc đồng hồ máy 10 của Odo là thứ gì đó không dễ sưu tầm đâu các bác ạ. Và có rất là nhiều cái giá trị về cả mặt sưu tầm, giá trị thời gian. Rồi, các bác muốn sở hữu chiếc đồng hồ thì sẽ liên hệ trực tiếp tới đồng hồ Vang Vọng theo số điện thoại đó là 0912011947. Và các bác cũng đừng quên đăng ký theo dõi kênh để nhận được những cái thông báo sớm nhất từ đồng hồ Vang Vọng. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.